Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 2 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ của Đại đoàn 304 ở Tuyên Quang. Bác nói, hôm nay là cha đến thăm con, bác tới thăm cháu, không riêng là Chủ tịch nước tới thăm bộ đội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần ra tận trận địa hỏi thăm bộ đội đang làm nhiệm vụ huấn luyện trực chiến. Trong hoàn cảnh nước nhà kháng chiến còn nhiều khó khăn, bác luôn động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất để có nhiều lương thực thực phẩm phục vụ bộ đội, để bộ đội có điều kiện ăn no, đánh thắng. Mong muốn bộ đội có cuộc sống no đủ, bác huấn thị cho những người làm công tác hậu cần quân đội. Phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ. Đối với các cấp chỉ huy trong quân đội, bác yêu cầu từ tiểu đội trưởng trở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống phải chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên. Phải xem đội viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Muôn vàn tình thân yêu của bác dành cho bộ đội còn thể hiện ở lời căn dặn của người đối với Đảng, nhà nước ta là sau khi chiến tranh kết thúc, cần phải quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và tạo công ăn việc làm cho bộ đội phục viên, chuyển ngành. Tình thương yêu của bác dành cho cán bộ chiến sĩ quân đội như tình cảm của người cha dành cho những đứa con ruột thịt của mình. Trong 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, mặc dù bận với sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, nhưng bác vẫn dành nhiều tâm sức cho việc lãnh đạo chỉ đạo, giáo dục quân đội từ việc lớn đến việc nhỏ. Việc lớn, bác dạy toàn thể cán bộ và chiến sĩ cần phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, cần phải nâng cao lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân, cần phải nắm vững đường lối quân sự của Đảng, ra sức rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật, cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Việc nhỏ, bác căn dặn bộ đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim sợi chỉ của nhân dân và phải kính yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân ở mọi lúc, mọi nơi. Ngay trong xưng hô, bác cũng thể hiện một thái độ thân tình đặc biệt. Khi nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, nay là Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, tháng 9 năm 1954, bác căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Dùng đại từ nhân xưng bác cháu trong ngữ cảnh này vừa thể hiện sự gần gũi yêu thương như người cha người bác dành cho con cháu, vừa nói lên tình cảm sâu nặng và niềm tin son sắc của lãnh tụ đối với cán bộ chiến sĩ quân đội ta trong sự nghiệp bảo vệ Giang Sơn gấm vóc. Trong suốt chặng đường 76 năm qua, dưới sự chăm lo giáo dục rèn luyện, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hết lòng cống hiến, hy sinh và làm tròn nhiệm vụ vẻ vang, bổn phận thiêng liêng đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng với danh xưng, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp bước con đường sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác đã lựa chọn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đó không chỉ là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng mà còn là tình cảm, tấm lòng son sắt của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, linh hồn làm nên lịch sử, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.